Trường sinh chương 558. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Vương phủ có ba miệng giếng, tây viện thì có một cái. Đầu to nói xong liền cất bước đi về hướng bên cạnh giếng. Ở chỗ đó có một thùng gỗ lớn đang đựng nước giếng tràn đầy. Bên trong không thể nghi ngờ chính là dưa hấu mà mấy người từ lĩnh nam mang về. Trường sinh ngồi xuống ụ đá ở dưới tán cây, chuyển tay ý bảo chúng nhân phân biệt ngồi xuống. Đợi chúng nhân ngồi xuống, tầm mắt hắn lần lượt lướt qua trên mặt mấy người. Mấy người từ lĩnh nam trở về phong trần mệt mỏi, mặc dù vui sướng trong lòng hòa tan uể oải trên thân, nhưng hắn vẫn có thể thấy được sự lao lực quá độ không thể che giấu được trên mặt mấy người. Chúng nhân thường xuyên đi xa nhà, chạy một đoạn đường dài không đủ để cho chúng nhân tiểu tụy như vậy. Sở dĩ có thần tình như thế, không thể nghi ngờ là đoạn thời gian gần đây cùng với giặc oa quần nhau có chút cố hết sức. Hơn nữa, trước đây Dư Nhất ở trong thư tín cũng có đề cập tới việc trong quá trình tìm kiếm địa chi cũng không có thuận lợi. Trong lúc trường sinh nhìn chúng nhân xung quanh, đại đầu ở bên cạnh giếng lớn tiếng kêu la: "Mau tới hỗ trợ!" Nghe thấy tiếng kêu la của đại đầu, chúng nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh giếng. Chỉ thấy đại đầu đang kiễng lên mũi chân từ trong thùng gỗ hướng vào bên trong mò dưa hấu. Thế nhưng thùng gỗ quá cao, dưa hấu lại quá lớn. Đại đầu chân tay đều ngắn, vậy mà bắt không lên được. Thích Huyền Minh thấy thế, vội vàng đi qua hỗ trợ. Một tay, một trái liền cầm trở về hai trái dưa hấu. Đợi Thích Huyền Minh bỏ xuống dưa hấu, đại đầu lại lớn tiếng hô hạ nhân tới, mệnh cho bọn họ lấy dao ra. Mọi người binh khí vốn là hung khí gặp qua máu, tự nhiên không thể dùng để bổ dưa. Dao bổ dưa đã lấy ra, đại đầu liền cắt lấy khối dưa. Khối thứ nhất tự nhiên là đưa cho trường sinh. Chẳng qua trường sinh tiếp nhận được, liền trở tay đưa cho Hoàng Tứ Lang. Vương phủ là nhà của mọi người, Hoàng Tứ Lang là khách nhân, theo lý cần phải lễ nhượng. Hoàng Tứ Lang mấy phen chối từ không có kết quả, chỉ có thể nói lời cảm tạ tiếp lấy. Kỳ thực nó cũng không phải là thích ăn trái cây, thế nhưng thịnh tình của trường sinh không thể chối từ. Lúc này dưa hấu ở trung thổ cũng không phải là vật thông thường, chẳng qua trước đây trường sinh cũng đã ăn không chỉ một lần. Đại trung chân nhân ở Long Hồ Sơn cũng rất ưa thích loại trái cây này. Mặc dù dưa hấu của đại trung chân nhân không có lớn như những quả mà mấy người từ lĩnh nam mang về, thế nhưng lại càng ngọt hơn. Đại đầu là một người nôn nóng, sau khi chia xong dưa hấu vội vàng hỏi thăm trường sinh ngày đó là làm thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Trường sinh theo thường lệ ý giản ngôn lược, giảm bà cầu giảng thuyết chuyện đã trải qua. Chúng nhân đi theo trường sinh thời gian cũng không ngắn, biết rõ hắn không thích bị người thương hại, cũng biết tình huống chân thật còn tàn khốc hơn nhiều, hung hiểm hơn nhiều so với giảng thuật của trường sinh. Thế nhưng trường sinh đã qua loa như vậy, bọn họ cũng không tiện truy vấn chi tiết. Trường sinh sau khi nói xong tao ngộ của bản thân, đại đầu liền bắt đầu giảng thuyết những chuyện sau khi hắn mất tích. Ngày đó mấy người cho rằng hắn bị giặc oa làm cho nổ thịt nát xương tan, bởi vì lúc đấy trời đang mưa, chiến trường một mảnh lầy lội, mùi của hắn cùng với mùi của giặc oa hỗn tạp lại với nhau. Chính là Hoàng Tứ Lang khiếu giác dị thường linh mẫn, cũng không cách nào từ đống tay chân đứt cụt phân biệt ra cái nào là của hắn. Lại thêm chúng nhân còn tìm được long uy bị đứt gãy cùng với quần áo vỡ vụn và túi đeo hông có đựng kim ấn thân vương. Vì vậy chúng nhân liền đã phán đoán sai lầm là hắn đã tử trận. Cũng chính bởi vì phán sai liền dẫn tới bọn họ sau đó cũng không có tìm kiếm khắp nơi, mà là đem một tia ý thức tràn ngập lửa giận vung về hướng những tên giặc oa còn lại. Sau khi lập mộ chôn quần áo và di vật của hắn,
năm người liền bắt đầu công kích những giặc qua còn dư. Trước đây, đám người Dương Khai đã đánh tan doanh địa của thất đại gia tộc. Vốn là viễn trình, thất đại gia tộc tự nhiên sẽ không mang theo phụ nữ già yếu cùng với trẻ em. Thế nhưng, bọn hắn lại mang theo không ít công tượng am hiểu tạo vật cùng với đại phu nhà bếp. Những người này bị giết khiến cho bọn hắn khí cấp bại phôi. Lại thêm 7 tộc trưởng của các đại gia tộc toàn bộ tử trận. Những tên giặc qua còn dư lại cũng là nghẹn lấy một bụng lửa giận. Đối mặt với 5 người, liền trực tiếp dùng cứng đối cứng. Một trận ác chiến, phe mình chúng nhân hoặc bị thương hoặc bị trúng độc. Mà giặc qua một phương thì tử thương hơn 50 người. Những kẻ còn lại bị đánh tới mức không còn đấu trí, nhào nhào ẩn vào rừng rậm, trốn về hướng đông nam. Thất đại gia tộc ban đầu là từ đông nam Tân La hướng về phía bờ biển để lên đất liền. Đội thuyền ngồi vốn đỗ ở duyên hải đông nam. Chú đi giặc hòa chạy trốn không thể nghi ngờ là muốn chạy trốn tới bờ biển để ngồi thuyền rời khỏi. Thế nhưng bọn hắn không biết rằng thuyền của mình đã bị đại đầu đốt rụi. Đại đầu biết rõ vị trí đỗ thuyền của địch quân. Khi đó, chúng nhân phe mình cho rằng hắn đã tử trận. Mà tất cả giặc hoa tham dự vây công hắn đều trên tay có dính máu của hắn. Vì cho hắn báo thù, mấy người liền chạy tới đội thuyền của giặc hoa. Từ trên cao nhìn xuống, ôm cây đợi thỏ. Giặc hoa tới một kẻ, bọn hắn liền giết kẻ đó. Tới mức đuổi tận giết tuyệt, không có một tên lọt lưới. Sau khi báo thù xong cho hắn, chúng nhân lại trở về chỗ cũ, ý đồ cùng với dần hổ địa chi tiến hành tiếp xúc. Khu vực của địa chi đều là cố định, cũng không khó tìm kiếm. Mặc dù địa chi đều là hình tượng nữ tử, thế nhưng nó không phải là người, cũng không phải là dị loại, mà là từ ngũ hành linh khí hóa sinh ra linh thức. Đối với sự tình phát sinh phụ cận, nó đều biết rõ trong lòng bàn tay. Cũng biết phe mình cùng với giặc hoa bộc phát huyết chiến là để bảo hộ nó. Thế nhưng dần hổ đối với đám người đại đầu cũng rất là lãnh đạm, một bộ hờ hững lạnh lẽo. Theo lời của đại đầu, giống như bọn họ thiếu nó rất nhiều tiền. Người ta không lĩnh tình, phe mình cũng chỉ có thể chán nản rời khỏi. Sau khi trở về trung thổ bảo tàng, bọn họ đầu tiên là tìm được Trương Thiện cùng Trương Mặc, đem chuyện hắn tử trận cáo chi cho hai người. Sau đó thỉnh cầu hai người làm pháp chiêu hồn. Bởi vì hắn tử trận quá mức đột nhiên, bọn họ muốn xác định hắn có tâm nguyện gì chưa xong hay không. Long Hồ Sơn quả thực có pháp thuật chiêu hồn. Chẳng qua để triệu hoán hồn phách của một người cần biết rõ ngày sinh tháng đẻ của người đó. Thế nhưng hắn là cô nhi, ai cũng không biết cụ thể hắn sinh ngày tháng đẻ như thế nào, cũng liền không cách nào làm pháp triệu hoán. Hắn là đầu lĩnh của mọi người, lão đại chết rồi, mấy người bọn họ vẫn sống thật tốt. Cái này khiến cho đám người đại đầu có chút xấu hổ, không mặt mũi nào đối mặt với Trương Thiện cùng Trương Mặc. Vì vậy liền không đợi ở trong quân doanh lâu, ngắn ngủi lưu lại, sau đó vội vàng rời đi. Trở lại Trường An, mọi người cùng đi gặp hoàng thượng. Biết được hắn đã vẫn lạc ở Tân La, hoàng thượng mặt xám như tro, đau khóc thành tiếng. Bởi vì không có thi thể, cũ liền không cách nào nhập liệm đưa tang, chỉ có thể dựa theo lễ quốc táng trong 7 ngày cũng thông cáo cho thiên hạ. Tìm kiếm cùng bảo hộ địa chi là sự tình mà hắn một mực làm khi còn sống. Vì thế chúng nhân liền làm theo di chí của hắn, tiếp tục làm sự tình mà hắn chưa làm xong. Bởi vì trước khi hắn tử trận, đã đem cái túi đựng nghịch lân của Thanh Long cùng hồi thiên ngân đan với long mạch đổ phổ ủy thác cho Hoàng Tứ Lang giao cho Dương Khai. Vì vậy chúng nhân liền men theo long mạch diễn giải đổ phổ tiếp tục buôn tàu tìm kiếm. Chúng nhân trước tiên là từ Bất Hàm Sơn chạy tới Tân La. Vì vậy mấy người thương nghị quyết định tìm kiếm ngược lại, trước tiên đi tìm tới Tử Thử.
từ thử ngũ hành thuộc thủy ở phía cực bắc hàn băng chi địa. Trước khi tới đó cần phải một đường hướng bắc. Mọi người từ một thành trấn ở mạc bắc thảo nguyên bổ sung cấp dưỡng, chuẩn bị tiến vào bắc cảnh tuyết rừng mênh mông, đột nhiên lại nhận lấy ám toán của giặc hoa. Chúng nhân phe mình chẳng ngờ rằng ở chỗ xa như vậy lại bị giặc hoa ám toán. Cũng may khi hắn còn sống còn lưu lại một chút giải độc dược vật, mà Hoàng Tứ Lang cũng hiểu được một ít dược lý. Chúng nhân lúc này mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Giặc hoa không nghĩ tới Hoàng Tứ Lang cũng có thể hiểu được một chút hoa ngữ. Hoàng Tứ Lang trong lúc vô ý liền nghe được giặc hoa nói chuyện. Biết được giặc hoa sở dĩ ở đây bố trí mai phục là vì trong tay giặc hoa cũng có một phần long mạch địa đồ, biết rõ bọn họ kế tiếp khả năng đi tới nơi nào, mà mục đích ám toán của bọn hắn cũng là để đoạt lại thượng cổ pháp khí Thiên Cơ Bổng mà ngày đó hắn cướp đi. Mặc dù Thiên Cơ Bổng, cái tên này Trường Sinh lần đầu nghe tới, lại biết rõ đó chính là cái gì. Ngày đó hắn ở Thẩm Châu gặp được mấy tên giặc hoa giả mạo bọn họ, trong đó tên giặc hoa giả mạo làm đại đầu chính là Tà Tá Mộc, quen biết đã lâu. Những tên giặc hoa kia chạy tới Bất Hàm Sơn cùng với Tam Lăng Sâm hội hợp, trong đó thủ lĩnh giặc hoa tên là Trì Điền. Sau khi giết chết người này, Dư Nhất từ trên yên ngựa tìm được một cây gậy đồng. Lúc đấy hắn cũng không biết cây gậy đồng kỳ quái có hữu dụng gì. Thẳng tới lúc từ Bất Hàm Sơn giết chết Tam Lăng Sâm, sau đó từ một nhật ký của giặc hoa phát hiện ra trọng yếu manh mối, bởi vậy mới biết được cây gậy đồng kia là một thượng cổ pháp khí, có thể dùng để đánh chết địa trì. Đại đầu nói Thiên Cơ Bổng không thể nghi ngờ chính là cây gậy này. Mặc dù đã tránh được ám toán của giặc hoa, thế nhưng mục đích của phe mình đã bị giặc hoa biết trước. Đám giặc hoa này một mực âm hồn bất tán theo đuôi quấy nhiễu, khiến cho chúng nhân phe mình ngày đêm đề phòng, không chịu nổi làm phiền. Chẳng qua chúng nhân phe mình mặc dù thời khắc đề phòng giặc hoa đánh lén, trong lòng cũng là nắm chắc, bởi vì biết rõ đối phương đang phải tìm cách lấy được Thiên Cơ Bổng trong tay mình. Lúc này ba đại gia tộc toàn bộ đã từ trận, chỉ cần Thiên Cơ Bổng vẫn còn ở trong tay phe mình, giặc hoa một phương liền không cách nào tổn thương những địa chi còn dư lại. Cũng chính bởi vì có loại ý nghĩ này, chúng nhân thời điểm đi đường liền cũng không tranh sớm chiều. Đầu tiên là chạy tới cực bắc Hàn Băng tìm được Tử Thử, thuyết minh ý đồ. Tử Thử ngược lại rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Địa chi mặc dù là ngũ hành linh khí biến thành, thế nhưng tính tình cũng không có giống nhau, có chút cô tịch u ám, có chút tự ngạo cao lãnh, mà có chút thì tương đối ôn hòa. Sau khi cáo chi cho Tử Thử có nguy hiểm tồn tại, chúng nhân phe mình liền chạy tới Tây Bắc Đại Mạc. Nơi đó là khu vực của Hợi Trư địa chi. Hợi Trư ngũ hành thuộc mộc, chỗ nó ở là một mảnh ốc đảo trên Đại Mạc. Trên đường đi, giặc hoa vẫn không ngừng xuất hiện cùng tiến tới quấy nhiễu, song phương từng nhiều lần động thủ. Cũng may phe mình đều có đề phòng, giặc hoa mỗi lần đánh lén cũng sẽ không công mà lùi. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người phe mình đều là giao thủ với giặc hoa trên đường. Cách đây không lâu, Dương Khai đột nhiên để cho đại đầu chạy tới lĩnh Nam Sơn, nơi của Vị Dương, cùng với khu vực của Ngọ Mã và Tị Xà để điều tra tình huống. Đại đầu lúc đấy không rõ ràng cho lắm, Dương Khai chỉ nói chủ nhân phe mình rất có thể đã bị lừa. Giặc hoa sở dĩ nhiều lần quấy nhiễu cũng không phải là vì cướp đoạt Thiên Cơ Bổng, mà là để ngăn chặn bọn họ, để cho chủ lực của giặc hoa có thể đối phó với địa chi khác. Lúc đấy đại đầu cho rằng Dương Khai đang nghi, chưa từng nghĩ tới Dương Khai lời nói lại khiến cho hắn cũng hít lấy một hơi khí lạnh. Thập nhị địa chi suy yếu, thời điểm theo thứ tự là phụ thuộc vào ngày rằm cùng với canh giờ. Nếu như giặc hoa muốn đối phó với địa chi trong 3 tháng 4, 5, 6 theo thứ tự sẽ là Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương.
mà chủ nhân phe mình trước đó bị giặc Hoa lầm tưởng, tự nhận là thiên cơ bổng chỉ cần ở trong tay mình, giặc Hoa liền không có biện pháp đối phó với địa chi khác. Vì vậy, liền sơ sót tính tới những tháng suy yếu nhất của địa chi cùng với canh giờ. Sau khi đại đầu vội vàng đi tới những địa điểm kia, trực tiếp trợn tròn mắt, Dương khai đoán quả nhiên không sai. Ở khu vực của vị Dương, xung quanh bị đào lấy một vòng chiến hào rất sâu. Bên trong chiến hào cắm đầy cây hòe, cây liễu, các loại thân cây âm tính. Trong ngũ hành, mộc khắc thổ, giặc Hoa cử động lần này không thể nghi ngờ là để yếu bớt linh khí hệ thổ của vị Dương. Bởi vì chiến hào không chỉ để khép lại, đại đầu liền đi hướng khu vực của tị xà cùng với ngọ mã để tiến hành dò xét. Cũng đồng dạng như vậy, chỗ hỏa vân sơn của ngọ mã xung quanh bị đào ra một chiến hào cũng đổ đầy nước. Ngọ mã ngũ hành thuộc hỏa, trong ngũ hành thủy khắc hỏa, hỏa vân sơn là một mảnh tĩnh mịch, không hề nghi ngờ địa khí đã phá, ngọ mã đã chết. Lại đi tới vân sừng lĩnh, nơi của tị xà cũng là như vậy, dẫn thủy tưới tràn vào linh khí hệ hỏa. Dò xét kết quả khiến cho đại đầu vong hồn đại mạo, vội vàng dùng linh khí tín vật của Hoàng Tứ Lang truyền tin cho chúng nhân phe mình tiến tới khu vực của vị Dương. Dư nhất sau khi đưa chúng nhân tiến tới khu vực này liền trở về Trường An tiến hành xem xét. Khi đó chúng nhân phe mình chính đang lên kế hoạch động thủ như thế nào, cũng không thể kinh động tới giặc Hoa chỗ đó. Đại đầu nói xong, chủ nhân phe mình mặt lộ vẻ xấu hổ, chán nản cúi đầu, than thở. Chương 559, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Thấy chủ nhân phe mình tâm tình hạ xuống, Trường Sinh cười nhạt một tiếng, rồi cầm lấy một khối dưa hấu đưa lên bên miệng. Các người chỉ có 5 người, mà giặc Hoa có tới mấy nghìn người, các người không thể nào làm được chu đáo, cẩn thận chặt chẽ. Huống hồ mất đi mấy địa chi, đối với quốc vận đại đường cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Các người cũng không cần thiết quá mức trách mình. Vương gia, ngài liền đừng an ủi chúng ta. Đại đầu lần nữa thở dài. Ta cũng không an ủi các người, ta nói chính là thật tình. Người biết ta lo lắng nhất là chuyện gì không? Ta lo lắng nhất chính là trong khoảng thời gian ta không ở đây, các người phát sinh ngoài ý muốn. Trường Sinh nói tới chỗ này, cầm lấy một khối dưa hấu đưa cho Hoàng Tứ Lang ở đối diện. Nhất là Hoàng Huynh, tuy là dị loại, lại ân oán rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa. Ta biết rõ, sau khi ta mất tích, người nhất định sẽ không rời đi. Ta rất lo lắng, trong lúc này người sẽ phát sinh ngoài ý muốn, bởi vì ngươi là người ngoài cuộc, nguyên bản không nên thừa nhận trách nhiệm này. Nghe được lời của Trường Sinh, Hoàng Tứ Lang trong lòng ấm áp, sợ hãi đứng dậy, tiếp nhận lấy dưa hấu mà Trường Sinh đưa tới. Vương gia nói quá lời, nếu như không có chư vị xuất thủ tương trợ, ta lúc này nhất định vẫn còn ở An Đông tham sống sợ chết, chịu đủ xa lánh. Nhận ân tình lớn như vậy của chư vị, ta ra chút ít lực lượng cũng là nên phải. Trường Sinh nói ra, Hoàng Huynh, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta chẳng những là vương gia khác họ của triều đình, còn là đạo sĩ Thượng Thanh Tông. Chúng ta Thượng Thanh Tông đối với dị loại cũng không có nhìn con mắt khác. Ta không ở trong khoảng thời gian này cũng cần phải cảm tạ ngươi cùng với bọn họ một đường đồng hành. Lúc này ta đã bình an trở về, chuyện kế tiếp cũng không làm nhọc phiền đến ngươi. Cũng không phải là chúng ta không cần ngươi, mà là ngươi cùng chúng ta bất đồng. Chúng ta đều là quan viên ăn bổng lộc của triều đình, tận trung vì nước, chết trận xa trường là số mệnh của chúng ta. Thế nhưng ngươi thì không phải. Dựa vào điều gì lại để cho ngươi phải bất chấp nguy hiểm tính mạng vì triều đình làm việc? Trước đây Hoàng Tứ Lang cũng không biết là điều gì đã thúc đẩy đám người đại đầu, sau khi Trường Sinh tử trận lại vẫn như trước tuân theo di chí của hắn tìm kiếm cùng bảo hộ địa chi. Nghe được ngôn ngữ của Trường Sinh, hắn rốt cuộc
đã hiểu rõ. Trường sinh tâm tư tỉ mỉ, nhìn rõ mọi việc, sẽ không mai một bất kỳ trả giá cùng cống hiến của bất luận kẻ nào. Không chờ Hoàng Tử Lang tiếp lời, Trường Sinh lại lần nữa nói ra. Trường An có Yến Tân Lâu, là tiểu lâu tốt nhất của đại đường. Đêm nay ta sẽ ở Yến Tân Lâu thiết yến, đáp tạ người trượng nghĩa viện thủ, đồng thời cũng vì người tiện đưa. Hoàng Tử Lang nguyên bản sớm đã sinh ra ý muốn đi, thế nhưng nghe được lời của Trường Sinh lại bắt đầu do dự. Trong khoảng thời gian này, nó cùng với đám người đại đầu cùng ăn cùng ở, lẫn nhau đã quen. Lúc này lập tức phải chia ly, nó trong lòng cũng có nhiều không bỏ. Trường Sinh ăn qua mấy ngụm dưa rồi tiếp tục nói: về phần tạ lễ người, ta cũng đã nghĩ kỹ. Ngươi chính là dị loại hóa người, tính cách tự do, không nhận lấy câu thúc. Chức quan ngươi khẳng định không cần, mà ngươi là tử khí tu vi, nghĩ muốn thu hoạch được tiền bạc cũng không có khó khăn. Ngươi đã ưa thích ẩm thực, vậy ta sẽ ở An Đông tặng cho ngươi một tiểu lâu. Rượu của Yến Tân Lâu cùng với thức ăn thiên hạ đều có tiếng. Ta sẽ để cho bọn họ đưa ra mấy tên sư phụ biết cất rượu cùng với đầu bếp, rồi từ quý phủ của ta chọn ra mấy người cho ngươi quản sự. Ngươi sau này sẽ là chủ nhân của tiểu lâu này. Vàng bạc tiền tài theo ngươi tiêu dùng, mỹ vị món ngon mặc ngươi hưởng dụng. Trường Sinh nói xong, Hoàng Tử Lang cảm động vô cùng, liên tục khoát tay: không được không được, kỳ thật ta cũng không có làm gì. Vương gia ưu đãi như vậy, ta cảm thấy thẹn trong lòng. Thấy Hoàng Tử Lang sợ hãi như vậy, đại đầu mở miệng cười nói: ha ha, lão Hoàng, vương gia ban thưởng, từ chối thì bất kính à. Nghe được lời của đại đầu, Hoàng Tử Lang không dám tiếp tục chối từ, chỉ là sợ hãi nói lời cảm tạ. Trường Sinh hướng hắn cười gật đầu, rồi từ trong lòng hơi tính toán. 5 ngày sau, vào lúc giờ mùi mới là thời điểm suy yếu nhất của vị dương. Trước đó giặc hoa sẽ không động thủ. Chúng ta trước tiên nghỉ thêm mấy ngày, sau đó đi một chuyến về nơi đó. Rồi sau đó chúng ta còn phải mau chóng quay trở về, dẫn binh tiến đánh Khánh Dương. Tiến đánh Khánh Dương, đại đầu có nhiều nghi hoặc. Trưởng sinh nói ra: trong khoảng thời gian này, các người một mực rời xa trung thổ, cũng không biết trung thổ có phát sinh sự tình gì. Đoạn thời gian trước, Lý Mậu Trinh cùng với Cát Vương Lý Bảo liên thủ bức cung, khởi binh đông tiến. Lý Mậu Trinh đã đem Khánh Dương công hãm. Trước mắt trung thổ đang gặp họa hoang vu, lương thực thiếu. Ta chỉ có thể từ Tây Vực phân phối lương thực, mà Khánh Dương là con đường mà Tây Vực phải đi thông để tới Trường An. Chúng ta nhất định cần phải trước khi lương thảo của Tây Vực vận tới, bắt lại lấy Khánh Dương. Thấy mọi người tất cả đều nhíu mày, Trường Sinh mở miệng nói: không cần mặt mày ủ rũ, nhân sinh vốn chính là xử lý phiền toái. Không lâu trước đây, Chơi Chân Nhân dẹp xong Lạc Dương được 2.000 vạn lượng bạc trắng, mà Long Hạo Thiên cũng đã phái người đưa tới hơn 6.000 vạn lượng. Có hơn 8.000 vạn lượng bạc này lại được lương thực của Tây Vực cung cấp, triều đình cùng với bách tính sẽ trải qua cuộc sống tốt hơn. Đợi chúng ta tìm được những địa chi còn dư lại, chúng ta cũng có thể nghỉ một chút. Là người sợ nhất nhìn không thấy hy vọng, chỉ cần có hy vọng là đủ. Nghe Trường Sinh nói như vậy, chúng nhân phe mình tâm tình liền tốt hơn, ngồi vây quanh bàn đá ăn dưa nói chuyện phiếm. Đám người đại đầu một đường buôn ba đã có nhiều uể oải. Sau khi ăn xong dưa hấu, Trường Sinh liền mệnh cho bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi. Đại đầu biết rõ Trương Thiện huynh muội cũng đã trở lại, liền để cho Thích Huyền Minh ôm lấy thùng gỗ đưa dưa hấu cho Trương Mặc. Trường Sinh đi tới trước sân, mệnh cho gia đình tiến tới Yến Tân Lâu để đặt cỗ. Dùng thân phận của hắn, vẫn có thể định ra phòng thái kịch lớn nhất trên tầng 8. Thế nhưng trầm ngâm, hắn lại quyết định
sử dụng phòng chữ thiên ở tầng 6. Sở dĩ chọn căn phòng này có hai nguyên nhân. Một là bản thân trước mắt vị cực nhân thần đã có hiểm nghi công cao lấn chủ. Nếu chọn gian phòng chỗ cao nhất, rất dễ dàng bị người chỉ trích. Hai, căn phòng chữ thiên ở lầu 6 chính là gian phòng mà Nghi Thần Y ngày đó thỉnh bọn họ ăn cơm. Hắn nghĩ muốn nhìn lại cảnh vật nơi đó một lần nữa. Đang chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Sau đó phái ra gia đình đi tới hộ bộ, thỉnh Ngô Vũ Sinh cùng với Tống Tài tiến tới dự tiệc. Thỉnh Ngô Vũ Sinh là để thể hiện sự tôn trọng đối với Hoàng Tứ Lang. Bản thân để cho Hoàng Tứ Lang sau đó rời đi. Hoàng Tứ Lang rất dễ dàng hiểu lầm, bản thân hổ thẹn cùng nó làm bạn. Cần phải tìm quan viên triều đình có phân lượng tiếp khách, để cho Hoàng Tứ Lang hiểu rõ, bản thân cũng không ngại để cho người khác biết cùng nó làm bằng hữu. Mà thỉnh Tống Tài là bởi vì Tống Tài gần nhất một mực ở hộ bộ cùng với Ngô Vũ Sinh thương nghị chi tiết điều lương thực, bận tâm lao lực, có nhiều vất vả. Ngoài ra Tống Tài rất biết kinh doanh, biết rõ muốn mở một nhà tiểu lâu cần chuẩn bị những gì. Phải ra gia đình, Trường Sinh xoay người trở về phòng, đi chưa được mấy bước liền ngừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới mình ở lầu 6 phòng chữ thiên thiết yến. Tống Tài sau khi trở về tất sẽ nói với Nghi Thần Y, mà trước kia Nghi Thần Y chính là tại căn phòng đó tiếp hắn cùng đại đầu Dương Khai. Nghi Thần Y biết được việc này, liệu có hiểu lầm bản thân đối với nàng vẫn còn tình ý. Suy nghĩ lại, Trường Sinh cũng không có phái người truy hồi gia đình, bởi vì cái gọi là chân chính không sợ bóng dáng lệch, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền không sợ người khác hiểu lầm. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, bản thân sở dĩ tuyển căn phòng chữ thiên kỳ thực cũng là vì nhìn vật nhớ người. Hắn thật cũng không có ý tưởng ăn trong bát nhìn trong nồi, nhưng hắn cũng quả thực rất tưởng niệm Nghi Thần Y. Dù sao Nghi Thần Y đối với mình mối tình thắm thiết, chưa bao giờ làm qua sự tình tổn thương tới bản thân. Hắn có thể không tiếp thụ, lại không thể có lý do, nhưng lại không thể không lý do mà lạnh lùng cùng bỏ qua. Bởi vì lúc sáng sớm ý đồ bất chính chưa đạt được, Trường Sinh liền có lòng trở về tiếp tục tìm cơ hội. Chẳng qua vừa mới vào viện liền phát hiện Trương Mặc đang ở trong phòng cùng với Trương Thiện ăn dưa hấu. Nguyên lai trong khoảng thời gian bản thân đi gặp Ngô Vũ Sinh cùng đám người đại đầu, Trương Thiện đã ở trong nội cung trở lại. Đối với đại cựu ca của mình, Trường Sinh một mực tâm tổn kính sợ, bởi vì thời điểm ở Long Hồ Sơn, Trương Mặc hầu như không quản giáo vụ, mà Trương Thiện thì là trụ trì Long Hồ Sơn, chấp pháp nghiêm minh, nói năng thận trọng. Hắn từ trong lòng đem Trương Mặc từ sư thúc thay đổi thành thê tử của mình đã có nhiều khó chịu, mà đem vị sư bá đổi thành đại cựu ca của mình lại càng thêm gian nan. Nhìn thấy Trương Thiện, hắn trong thời gian ngắn nhất vẫn sẽ nghĩ tới hai chữ sư bá. Bởi vì vốn đối với Trương Thiện tâm tồn kính sợ, lại thêm bản thân lúc vào cửa còn mang theo tà niệm, không lâu trước đó còn nghĩ tới Nghi Thần Y, đột nhiên nhìn thấy Trương Thiện, Trường Sinh liền có tật giật mình, biểu tình liền không tự nhiên. Hết lần này tới lần khác lại bị Trương Thiện nghe tiếng quay đầu, hắn vẻ mặt lúng túng kinh khiếp đều bị Trương Thiện thu hết vào trong mắt. Trương Thiện ánh mắt lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới. Trường Sinh thế vội vàng bước nhanh về phía trước, khom lưng chắp tay: "Đại ca." Trương Thiện biểu tình rất là nghiêm túc, cũng không có đáp lời, chỉ là lạnh lùng nhìn Trường Sinh, trong mắt bất mãn rất rõ ràng. Trường Sinh lúng túng, ngoài việc cũng biết Trương Thiện vì sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Bởi vì chính mình trẻ tuổi xúc động, làm việc lỗ mãng, suýt chút nữa hại muội muội của người ta trở thành quả phụ. Phát giác ra được Trường Sinh có nhiều lúng túng, Trương Mặc liền lôi kéo hắn ngồi xuống, để cho hắn cùng một chỗ ăn dưa hấu. Bởi vì Trương Thiện một mực không có nói chuyện,
Trường sinh liền không tùy ý, đang suy nghĩ nói điều gì để hòa hoãn bầu không khí này. Trương Thiện liền trầm giọng mở miệng: "Người nên biết bản thân trên vai trọng trách có nặng tới chừng nào. Làm sao có thể động một tí kiếm tổ thiên phong, bình đi nước cờ hiểm." Không chờ Trường Sinh tiếp lời, Trương Mặc liền vượt lên tiếp lời trước: "Đại ca, ngươi cũng đừng nói hắn. Hắn cũng là do thế cục bức bách, bị buộc bất đắc dĩ mà thôi." Một câu này nói tới tâm khảm của Trương Thiện, bởi vì chính mình dìm nước lạc dương cũng là bất đắc dĩ. Trường Sinh nếu như dưới tay binh nhiều tướng mạnh, cũng không đến mức chịu khổ giặc qua vây công. Nghĩ đến đây, ánh mắt cùng ngữ khí liền có nhiều hòa hoãn: "Người cũng không còn nhỏ, làm việc theo lý phải bận tâm hậu quả." "Vâng vâng, đại ca giáo huấn là chính xác." Trường Sinh vội vàng gật đầu xác nhận. Trương Mặc đưa tới một khối dưa hấu. Cứ việc trước đây hắn đã ăn không ít, Trường Sinh vẫn đưa tay tiếp nhận, một bên cúi đầu ăn dưa, một bên dùng khóe mắt liếc nhìn lén biểu tình của Trương Thiện. Trương Thiện sau khi ăn xong dưa hấu, tiếp nhận lấy khăn mặt mà Trương Mặc đưa tới để xoa tay. "Trở lại liền tốt. Ta lần này trở về là phụng chỉ báo cáo công tác. Lạc Dương đã sơ định, trong quân không thể không có người chủ sự. Ta lập tức sẽ chạy trở về." Trường Sinh nghe vậy gấp gáp nói: "Đại ca, ngài thật vất vả mới trở về một chuyến, không ngại liền ở thêm mấy ngày, ta cũng có thể nhiều lắng nghe dạy dỗ." "Kỳ thực người đã làm rất khá, chỉ là ngày sau làm việc cần phải ổn thỏa hơn." Trương Thiện nói ra: "Quan hệ của chúng ta quá mức thân cận, để tránh cho Hoàng thượng đa tâm, ta cũng không tiện ở vương phủ dừng lại quá lâu. Ta đi về trước, thân thể người suy yếu, Trương Mặc lưu lại chiều cố người mấy ngày." Nghe được lời của Trương Thiện, Trưởng Sinh hết sức vui mừng. Hắn đối với Trương Thiện có nhiều kính sợ, cùng Trương Thiện ở một chỗ hắn áp lực rất lớn. Thấy Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, Trương Thiện đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức thay đổi chủ ý: "Mà thôi, Trương Mặc cũng cùng ta cùng chỗ trở về, nàng ở lại chỗ này cũng không tiện cho người dưỡng thương." Trường Sinh chương 560: Thiết yến đưa tiễn. Trương Thiện lời vừa nói ra, không chỉ có Trường Sinh lúng túng, Trương Mặc cũng xấu hổ mà tức giận: "Đại ca, ngươi nói cái gì đó?" Trương Thiện không tiếp lời Trương Mặc, mà là mở miệng nói ra: "Chỉnh đốn một chút, chúng ta lập tức khởi hành." Trương Thiện cường ngạnh khiến cho Trương Mặc có nhiều bất mãn, quay đầu sang một bên: "Ngươi đi đi, ta không đi, ta lưu lại chiều cố hắn." Hắn mặc dù suy yếu, gầy gò, nhưng hành động tự nhiên, không cần ngươi chiều cố, Trương Thiện nói ra. "Cần." Trương Mặc vội vàng phản bác. "Không cần." Trương Thiện nghiêm túc nói. "Để cho hắn bản thân nói." Trương Mặc quay đầu nhìn về phía Trường Sinh: "Trường Sinh, ngươi có cần ta lưu lại chiều cố ngươi hay không?" "Cần." Trường Sinh lời vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện Trương Thiện đang nghiêm túc nhìn mình. Hắn đối với Trương Thiện kính sợ là phát ra từ trong xương cốt. Không chỉ bởi vì Trương Thiện là thượng thanh thiên sư, cũng bởi vì Trương Thiện đã cứu mạng của mình. Mắt thấy Trương Thiện biểu tình nghiêm túc, lập tức nhụt chí: "Không cần cũng được." Mắt thấy mình mày dạng mặt dày, nghĩ muốn lưu lại, thế nhưng Trường Sinh vậy mà nhận kinh sợ khuất phục. Trương Mặc trừng mắt liếc hắn một cái. Phát hiện Trương Mặc tức giận, Trường Sinh liền từ trong lòng vội vàng suy nghĩ, ý đồ tìm lấy cớ cứu vãn. Thế nhưng vào lúc này, Trương Thiện mở miệng nói: "Ta vốn chuẩn bị hết thảy, sau khi đánh trận xong sẽ để cho người lấy chồng. Hiện tại xem ra chốc lát cũng không xong được. Đã như vậy đi, trước tiên riêng phần mình bận rộn, đợi tới lúc có thời gian mau chóng đem hôn sự của các người tiến hành."
Trương Thiện lời vừa nói ra, Trường Sinh cùng Trương Mặc tức thì nhụt chí. Bởi vì hai người tuy có hoàng thượng ban hôn, nhưng vẫn không có cử hành hôn lễ. Mà Trương Thiện hai chữ bổ sung cũng đã nói lên hắn tuệ nhãn như đuốc. Điều không nên biết cũng đã biết. Thấy hai người mặt lộ vẻ chán nản, Trương Thiện mở miệng nói ra. Trương Mặc trước mắt là khuê nữ, theo lý theo ta. Đại ca nói phải, Trường Sinh gật đầu. Bởi vì cái gọi là lễ không thể bỏ, đạo sĩ càng trọng lễ chế. Trước mắt lão thiền sư đã giá hạc, huynh trưởng như cha, Trường Thiện có trách nhiệm bảo hộ Trương Mặc. Chẳng qua đợi tới lúc sau khi thành hôn, Trương Mặc hẳn là nên đi theo hắn. Trường Thiện không có nói gì nữa, đi tới bên kỷ án, cầm lấy tùy thân bao phục, cất bước xuất môn. Mau mau chỉnh đốn, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Đã nói tới mức này, Trương Mặc cũng chỉ có thể đi. Nàng lần này đi xa chỉ dẫn theo một cái bao phục nhỏ, cũng không cần chỉnh đốn gì. Trương Thiện cái gọi là để cho nàng chỉnh đốn, thực ra là lưu cho nàng chút thời gian cùng với Trường Sinh nói một chút chuyện. Trương Mặc mặc dù chống đối Trương Thiện, kỳ thực hai người huynh muội cảm tình vô cùng thâm hậu. Lo lắng Trường Sinh sẽ oán hận Trường Thiện, Trương Mặc liền nhẹ giọng nói. Đại ca cũng không phải là không thông nhân tình, hắn có lo nghĩ của hắn. Dù sao chúng ta cũng là đạo sĩ, mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ tới Long Hổ Sơn cũng như danh dự của Thượng Thanh Tông. Ta hiểu ý tứ của ngươi, ta cũng không có oán trách đại ca. Trường Sinh nói ra, hai người bối phận bất đồng, vốn đã chịu đủ chỉ trích. Nếu như chưa kết hôn mà lại có con, vậy sẽ trở thành cái đích để chúng nhân chê cười. Trương Mặc đưa tay nhổ xuống châm cài tóc trên đầu Trường Sinh, quán chú linh khí, sau đó lần nữa cắm vào. Được rồi, ta phải đi, thiên trường địa cửu còn nhiều thời gian. Trước đây Trường Sinh đã từng cho Trương Mặc lưu lại linh khí tín vật, lần này liền không lưu. Thật vất vả thấy được nhau, thế nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi. Trong lòng của hắn tự nhiên có nhiều không bỏ, thế nhưng hắn cũng biết hai người cần phải chạy về Lạc Dương chỉnh đốn khắc phục hậu quả. Mặc dù trong lòng có nhiều không lỡ, thế nhưng chỉ có thể lưu luyến chia tay, tự thân đưa xuất môn. Trường Thiện cùng Trương Mặc lần này cũng không có điều khiển bạch hạc, mà là cưỡi lấy hai con chiến mã. Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, thuận miệng hỏi lại: tiên hạc đâu rồi? Trương Mặc thở dài: ta coi là nó vĩnh viễn đều không tìm thấy, thế nhưng nó vẫn tìm thấy được. Nghe được lời của Trương Mặc, Trường Sinh trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ngày đó Trương Chân Nhân giá hạc, chiến sự Hán Trung căng thẳng, Trường Thiện không thể bước ra, liền để cho Trương Mặc điều khiển tiên hạc trở về Long Hồ Sơn vội vàng chịu tang. Dọc đường gặp phải một đám dị loại do Hán Trung tiết độ sứ Dương Thủ Lượng chiêu mộ chặn lại đánh lén. Còn tiên hạc kia trọng thương không được chữa trị. Sau đó hắn dựa theo lời Trương Mặc đã an táng thích đáng cho con tiên hạc kia, cũng đã nghĩ ra cách để ngăn cách khí tức của nó. Sở dĩ làm như vậy là lo lắng con tiên hạc đực biết được con tiên hạc cái đã chết sẽ bi thống tự tử. Chưa từng nghĩ tới con tiên hạc đực cuối cùng vẫn tìm được nơi chôn xương và xác định được con tiên hạc cái đã chết. Tình huống mà Trương Mặc cố hết sức nghĩ muốn tránh khỏi cuối cùng vẫn xảy ra. Đám người đại đầu vẫn riêng ở chỗ ở của mình nghỉ ngơi, cũng không biết Trường Thiện cùng Trương Mặc muốn đi, cũng liền không đi ra đưa tiễn. Trường Sinh một mình đưa hai người xuất môn, sau đó đứng ở ngoài cửa đưa mắt nhìn hai người lên ngựa rời đi. Đợi tới lúc thân ảnh hai người biến mất không thấy gì nữa, Trường Sinh gọi tới quản gia, viết xuống một tờ đơn thuốc, mệnh cho người kia bốc thuốc. Mấy ngày sau, hắn cùng với đám người đại đầu cần một chuyến đi tới núi của Vị Dương. Đến lúc đó, tất nhiên
sẽ cùng với giặc oa nơi đó bộc phát huyết chiến. Mà trước mắt, nguyên khí của hắn đại thương, thân thể hư, không còn chút sức lực nào, nhất định cần phải mau chóng điều trị. Mặc dù vừa mới tỉnh ngủ không lâu, sau khi viết xong đơn thuốc, Trường Sinh vẫn như trước trở về phòng ngủ một giấc. Bởi vì cái gọi là băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh. Trước đây ở Tân La, nằm trên giường suốt 3 tháng, tuy có canh sâm sâu mệnh, lại hầu như không có hạt cơm nào vào bụng, khí huyết nghiêm trọng tiêu hao, tinh lực không còn như trước kia. Tới lúc trạng vạng tối, chúng nhân trước sau rời giường, chỉnh đốn thỏa đáng chạy tới Yến Tân Lâu. Bởi vì trước đó chạy nhanh một đoạn đường dài, hãn huyết bảo mã có nhiều uể oải, chúng nhân liền không cưỡi chúng nó, mà là cưỡi ngựa ở vương phủ đi tới. Mặc dù trước mắt đại đường các nơi đều đang mất mùa, thế nhưng Yến Tân Lâu vẫn như cũ kín người hết chỗ. Rượu và thức ăn nơi đây dị thường đắt đỏ, có thể nói là xa hoa. Hơn 100 năm trước, thì nhân Đỗ Phủ đã từng dùng cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng để hình dung sự xa xỉ của người giàu có và sự khốn khổ của người nghèo. Không thể nói Đỗ Phủ nói đúng, cũng không thể nói hắn nói không đúng. Chỉ có thể nói hắn rơi vào phiến diện, bởi vì người giàu cũng không nhất định đều là người xấu. Chỉ cần tiền của bọn họ là tiền chính đáng, liền không thể vô cớ phê phán. Quá nghiêm khắc với bọn họ chẳng khác nào đối với người nghèo thắt lưng buộc bụng. Trường Sinh lúc này có thể nói quyền khuynh thiên hạ, biết được hắn muốn tới dùng cơm. Yến Tân Lâu như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng. Chúng nhân vừa mới xuất hiện trên phố, trưởng quỹ liền dẫn theo tiểu nhị tiến tới nghênh đón, cung kính, kinh sợ. Trước kia, Ba Đồ Lỗ bị bắt ở Khánh Dương, binh khí Tấn Thiết Côn bị binh sĩ đưa trở về Trường An đấu giá. Những binh lính kia sau khi bán đi Tấn Thiết Côn, tới Yến Tân Lâu mua rượu. Vì truy xét Tấn Thiết Côn phát ra từ nơi nào, đại đầu đã từng đe dọa qua Yến Tân Lâu. Mặc dù đại đầu trước mắt đã từ nhiệm chức giám sát ngự sử, thế nhưng tiểu nhị của nơi này vẫn còn ký ức đối với hình ảnh hắn chống nạnh kêu gào, đòi muốn phong Yến Tân Lâu. Kỳ thực, vóc dáng người là cao là thấp thật sự không trọng yếu, quan trọng là có uy nghiêm. Ngô Vũ Sinh cùng với Tống Tài đã tới trước, chính đang ở nhã phòng uống trà đợi chờ. Hoàng Tứ Lang hôm nay là khách, hướng Hoàng Tứ Lang dẫn kiến Ngô Vũ Sinh cùng Tống Tài. Sau đó, chúng nhân liền phân chủ khách ngồi xuống. Trường Sinh là chủ nhân, thị nữ liền đem theo thực đơn dự định tốt trước đó đưa cho hắn. Chỉ là nhìn danh sách đồ ăn, Trường Sinh trong lòng liền cảm xúc đan xen. Bởi vì 12 đạo đồ ăn trong thực đơn, vậy mà toàn bộ đều là những món Nghe Thần Y trước đó lựa chọn để ăn mừng bản thân vũ cử đoạt giải nhất. Ngay cả lá trà cũng chính là Nga Mi Xuân Lục lần trước uống. Đại đầu ngồi bên cạnh Trường Sinh, thấy Trường Sinh cầm thực đơn xuất thần sững sờ, liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Lần trước lúc ăn cơm, hắn cũng ở đó, mắt thấy thực đơn mang lên đồ ăn, vậy mà giống như đúc lúc trước, liền cho rằng tiểu lâu lại lừa gạt bọn họ. Chính đang lúc chuẩn bị nhíu mày phát hỏa, lại bị Trường Sinh khoát tay ngăn lại, rồi đem thực đơn đưa cho thị nữ, để cho bọn họ chiếu theo thực đơn mang thức ăn lên. Lần này ăn cơm là để tiễn đưa Hoàng Tứ Lang, trong bữa tiệc ít nói chuyện công sự. Ngô Vũ Sinh cũng biết Trường Sinh thỉnh mình tới là có mục đích gì, liền cùng Hoàng Tứ Lang giảng thuyết dân sinh phong tục các nơi của đại đường. Mà đại đầu thì hướng Tống Tài thỉnh giáo, muốn mở một nhà tiểu lâu cần phải chủ tịch như thế nào. Lần trước Nghe Thần Y thỉnh bọn họ ăn cơm là vào trời thu, mà lúc này đã là mùa hè. Những quả hồng óng ánh như lửa vào lúc trời mùa đông này thật sự tìm được cũng không dễ. Cần phải một mực bảo tồn, đồng thời để dưới hầm băng. Mặc dù đồng dạng là đồ ăn, thời tiết bất đồng, trình độ quý hiếm cũng không có giống nhau, Trường Sinh tự nhiên sẽ không ngộ nhận là gian phòng chữ thiên
chỉ có một tờ thực đơn như vậy. Tiểu Lâu sở dĩ định ra thực đơn như thế chính là bởi vì bọn hắn vẫn nhớ rõ lần trước hắn tới là ăn những gì. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ vị, bầu không khí triệt để buông lỏng. Thích Huyền Minh tiểu lượng rất tốt. Trường sinh sau khi mất tích, hắn đã từng trúng độc qua, là Hoàng Tứ Lang giúp hắn giải độc. Trong lòng cảm kích, liền phụng bồi Hoàng Tứ Lang uống rượu. Mới đầu chỉ là bồi rượu, tới lúc sau liền chuyển thành đụng rượu. Trường sinh thừa cơ rời phòng, mệnh cho thị nữ gọi trưởng quỹ tới. Hắn muốn ở Yến Tân Lâu điều đi mấy tên sư phụ cất rượu cùng với đầu bếp. Việc này vẫn cần hắn tự mình mở miệng. Chốc lát sau, trưởng quỹ đi tới, khẩn trương kiến lễ, sau đó nghiêng người một bên, run lẩy bẩy. Thấy trưởng quỹ khẩn trương như vậy, trường sinh thuận miệng nói ra: "Không cần khẩn trương, thực đơn này, người..." Trường sinh nguyên bản muốn nhân cơ hội hướng trưởng quỹ biểu đạt lòng biết ơn, chưa từng nghĩ, nói còn chưa dứt lời, trưởng quỹ liền bị dọa quỳ rạp xuống đất. "Vương gia minh giám, thảo dân tuyệt đối không dám lừa dối vương gia." Buổi chiều, tống trưởng quỹ của Thái Bình khách sạn có đến qua, tặng cho thảo dân 10 lượng hoàng kim. Thụ ý chúng ta dựa theo thực đơn mà lần trước nghe đại tiểu thư thiết yến để tiến hành chuẩn bị. Nghe được lời của trưởng quỹ, trưởng sinh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai phần thực đơn này là do tống tài âm thầm thụ ý. Tống tài vì cái gì làm như vậy, hắn cũng hiểu. Chỉ là hy vọng hắn nhìn vật nhớ người, lần nữa nhớ tới nghe thần y. Cử động này của tống tài chỉ đang cố gắng làm mối cho hắn cùng với nghe thần y. Làm gia phó của nghe gia, tống tài làm vậy cũng không có gì đáng trách. Trường sinh tự nhiên sẽ không làm khó trưởng quỹ, cười cho qua chuyện. Sau đó cùng trưởng quỹ nói ra mục đích thật sự mà bản thân gọi hắn tới đây. Bởi vì cái gọi là mọi người đều có lợi mới là điều tốt, trường sinh cũng sẽ không lấy không sư phụ cất rượu cùng đầu bếp của người ta. Từ bản thân bỏ vốn, Yến Tân Lâu ra người, kinh doanh đoạt được, phân chia 5 năm, một nửa cho Yến Tân Lâu, một nửa lưu cho Hoàng Tứ Lang lấy làm tiêu dùng. Ngay tại lúc trường sinh cùng với trưởng quỹ thường nghị chi tiết, bên ngoài đột nhiên chuyển đến thanh âm thất thanh của thị nữ: "Có yêu quái." Trường sinh chương 561, trước mưu sau động. Nghe được tiếng thét lên của thị nữ, trưởng quỹ tiểu lâu có nhiều kinh hoặc, vội vàng rời chỗ đứng dậy, nghĩ muốn ra xem. Bất đồng với sự khẩn trương nghi hoặc của trưởng quỹ, trưởng sinh lộ ra có chút bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, nhất định là Hoàng Tứ Lang say rượu, thất thố hiện ra nguyên hình, bị thị nữ thấy được. Vì vậy, liền vẫy tay gọi trưởng quỹ lại, tiếp tục thường nghị một ít chi tiết còn lại. Kỳ thực, tất cả cãi lộn, bất đồng, mâu thuẫn đều là bởi vì một phương không có tự mình hiểu rõ hoặc là khuyết thiếu thành ý. Chỉ cần song phương tự mình biết rõ mà lại có đầy đủ thành ý, thương lượng sẽ rất thuận lợi, hợp tác cũng sẽ rất vui vẻ. Hai người trong thời gian rất ngắn liền định ra chi tiết. Sau đó trưởng quỹ tự mình xuống lầu, mà trường sinh thì trở lại gian phòng chữ thiên. Đứng ở trước cửa vẫn là hai người thị nữ lúc trước. Thấy trường sinh đi tới, hai người vội vàng hướng hắn uốn gối hành lễ. Trường sinh biết rõ vẫn hỏi. Một người trong đó chỉ nói trong phòng ánh nến chớp động, bản thân trước đó châm trà bị hoa mắt. Trường sinh kịch cười. Trong phòng 6 người không có chỗ nào không phải là người tâm trí hơn người. Bọn họ có vô số loại phương pháp để khiến cho thị nữ tự nhận là bản thân hoa mắt. Đi vào trong gian phòng, chúng nhân đang uống trà nói chuyện. Thấy trường sinh đi tới, chúng nhân vội vàng rời chỗ đứng dậy. Mà Hoàng Tứ Lang thì có chút áy náy nhìn trường sinh. Nó tuy là dị loại hóa người, nhưng có tử khí tu vi. Chỉ cần nó nguyện ý, có thể tùy thời thúc giục linh khí để hóa giải tiểu lực. Trường sinh thì nói, trước đây không nghe được tiếng thị nữ kêu lên, chỉ nói rằng
bản thân rời khỏi là cùng với Yến Tân Lâu trưởng quỹ thương lượng ở An Đông mở ra một chi nhánh, sau đó bưng chén rượu lên kính Hoàng Tử Lang, cảm tạ nó đoạn thời gian gần đây đối với chúng nhân phe mình bảo hộ cùng bang trợ. Náo loạn một hồi, Hoàng Tử Lang cảm thấy xấu hổ, vô tâm chờ lâu, chỉ nói đêm nay liền muốn động thân trở lại. Trường Sinh mấy phen giữ lại, thế nhưng Hoàng Tử Lang đã quyết định đi, Trường Sinh cũng không liền miễn cưỡng nó, liền mệnh cho đại đầu trở về phủ, rồi điều khiển Bạch Cô Nương đưa Hoàng Tử Lang trở về An Đông. Sau khi tàn tiệc, chúng nhân trở lại vương phủ. Trường Sinh mệnh cho đại đầu lấy chút ít vàng bạc đưa cho Hoàng Tử Lang tiêu dùng, lại mệnh cho hắn trên đường trở lại đi một chuyến khách sạn Đăng Châu, nhìn xem Vũ Điền Chân Cung có ở chỗ đó hay không. Đưa mắt nhìn Bạch Cô Nương chở hai người thăng không đi về hướng đông, Trường Sinh như chút được gánh nặng thở dài. Thích Huyền Minh cũng không biết Trường Sinh thở dài như chút được gánh nặng, cho rằng hắn có chút không nỡ bỏ Hoàng Tử Lang, vì vậy liền mở miệng nói: "Vương gia, nếu như ngài mở miệng giữ lại, nó hẳn là sẽ lưu lại." Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Thích Huyền Minh. Giang Sơn là giang sơn của nhân loại, xã tắc là xã tắc của nhân loại, mà hắn chỉ là một dị loại. Giang Sơn xã tắc của nhân loại cùng với hắn không chút nào quan hệ. Chúng ta không thể bắt buộc hắn vì nhân loại mà buôn tẩu chiến đấu. Trường Sinh nói tới chỗ này hơi dừng lại rồi tiếp tục: "Chúng ta đều là người trong giang hồ, đối với công danh lợi lộc nhìn vô cùng nhạt. Thế nhưng chúng ta đã cầm lấy bổng lộc của triều đình, hưởng thụ sự kính ngưỡng của lê dân bách tính. Theo lý, vì triều đình hiệu lực, vì bách tính mưu phúc, mấy năm nay chúng ta đã trải qua không ít chiến sự. Cần phải biết rằng tử vong cách chúng ta kỳ thực cũng không xa xôi. Không chừng có một ngày chúng ta sẽ chết trận xa trường. Đem nó lưu lại, rất có thể sẽ hại chết nó." A-di-đà Phật. Thích Huyền Minh chắp tay trước ngực sướng Phật. Trường Sinh hướng mấy người vẫy tay: "Đi thôi, canh giờ còn sớm, không vội ngủ. Trong phòng ta còn có dưa hấu, chúng ta đi ăn." Vào ban ngày, Thích Huyền Minh cùng đại đầu mang hai trái dưa hấu cho Trương Mặc. Huynh muội Trương Thiện chỉ ăn một nửa liền đi. Lúc này trong phòng còn có một nửa quả dưa hấu. Bốn người sau khi vào nhà, Thích Huyền Minh liền cầm đao, đem nửa quả dưa hấu kia cắt ra. Mấy người ngồi vây quanh ăn dưa rồi nói chuyện. Trường Sinh nói: "Mấy ngày trước đây ta đi một chuyến kiểm trùng đạo, bang trợ Thái Bình đạo nhân vượt qua thiên kiếp, cũng coi như giải quyết xong một kiện tâm sự. Dù sao chúng ta đã lấy đi miết bảo của nó, hơn nữa nó còn đang chiều cố kiến tính hòa thượng chuyển thế hài đồng. Phục ma thủ ký cùng với chính nhã pháp tàng của chúng ta đều lấy được từ kiến tính hòa thượng. Thái Bình đạo nhân vượt qua thiên kiếp sau đó cũng có thể chiều cố tốt cho hài đồng mà kiến tính hòa thượng chuyển thế." Trường Sinh nói xong, Dư Nhất nói: "Được lợi là hai người chúng ta, lại để cho phương gia vất vả buôn tẩu." Không chờ Dư Nhất nói xong, Trường Sinh liền khoát tay ngắt lời nàng: "Trên đường về, ta đi đường vòng Giang Nam, phát hiện tình hình tai nạn cùng với tình hình bệnh dịch dị thường nghiêm trọng. Các người là từ lĩnh Nam trở về, dọc đường hẳn là cũng chứng kiến. Chúng ta cần mau chóng gom góp tiền lương cứu tế nạn dân. Cũng may trước mắt đã có chỗ dựa. Ngoại trừ 2.000 vạn lược trở về từ Lạc Dương, Long Hạo Thiên còn trả lại cho chúng ta 6.600 vạn lược. Đợi tới lúc thu phục Hành Dương, lương thực Tây Vực liền có thể liên tục không ngừng vận hướng trung thổ." Nghe được lời của Trường Sinh, ba người đều gật đầu. Trường Sinh lại nói: "Trước mắt xem tình thế mặc dù như nghiêm trọng, lại đã có manh mối hướng tốt. Lạc Dương đại thắng, chẳng những trọng thương Chu Toàn Trung, đối với những tên tiết độ sứ ủng binh tự trọng cũng có chấn nhiếp rất lớn. Nếu như Trương Chân Nhân kế tiếp có thể thuận lợi bắt lại Chu Toàn Trung cùng với Tôn Nho, chúng ta cũng có thể trục xuất giặc hoa, bảo toàn long mạch, mà dân sinh cũng có thể có chỗ cải thiện. Nặng chính thiên địa,
trung hưng đại đường cũng không phải là không thể được. Giặc Hoa cuồng nhiệt cố chấp, không thể trục xuất, chỉ có thể tiêu diệt toàn bộ. Dương Khai bình tĩnh nói ra. Trường Sinh nhẹ gật đầu, rồi mở miệng nói: ta bình an trở về đã không phải là bí mật gì. Giặc Hoa cũng sẽ nghe được tin tức, đồng thời cũng có thể đoán ra được chúng ta nhất định sẽ tới bảo vệ vị Dương. Cái này cũng chính là điều mà ta lo lắng, Dương Khai nói. Bọn họ nên biết nguyên khí của ngài còn chưa khôi phục. Hơn nữa mấy tháng này bọn họ cùng với chúng ta có nhiều tiếp xúc, đối với võ công kỹ nghệ của chúng ta cũng có hiểu rõ. Đã như vậy, biết rõ chúng ta sẽ đi, bọn họ vô cùng có khả năng dốc toàn bộ lực lượng ra hết khả năng để trọng thương chúng ta, một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Dương Khai nói xong, Trường Sinh nhíu mày, không lập tức tiếp lời. Dương Khai nói xác thực có đạo lý. Đã biết rõ bọn họ sẽ đi tới, Giặc Hoa cũng chỉ có thể có hai loại ứng đối. Một là tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, tạm thời lui lại. Hai là thừa dịp hắn nguyên khí còn chưa khôi phục, khí huyết không đủ, trực tiếp triệu tập trọng binh, lấy cứng đối cứng. Cẩn thận nghĩ đến, vẫn là loại khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Bởi vì hắn là đầu lĩnh của mọi người, cũng là chủ lực. Hắn trọng thương chưa lành, đối với Giặc Hoa mà nói là cơ hội tốt mà trời ban cho. Hơn nữa, trước đây chúng nhân phe mình ở Tân La tận diệt thất đại gia tộc của Giặc Hoa. Những tên Giặc Hoa lưu lại trung thổ nhất định sẽ thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bất kể là báo thù cho thất đại gia tộc hay là biểu hiện bọn họ lợi hại hơn so với thất đại gia tộc, những tên Giặc Hoa còn ở trung thổ đều có khả năng cùng bọn họ liều chết đánh cược. Trường Sinh nhíu mày suy nghĩ, Dương Khai lại lần nữa nói ra. Khu vực đó ở phía xa lĩnh nam, vị trí dị thường xa xôi, chúng ta không có khả năng quy mô điều binh. Hơn nữa lĩnh nam cũng không có binh lính có thể điều đi. Thế nhưng mấy nghìn Giặc Hoa ở lại trung thổ đều có linh khí tu vi, bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tụ tập. Trường Sinh chậm rãi gật đầu, nói tiếp đi. Dương Khai tiếp tục. Giặc Hoa nhận định ngài nhất định sẽ mang thương ra trận, cũng nhận định chúng ta nhân số tham chiến cũng không quá nhiều. Để bảo đảm đem chúng ta toàn bộ bắt lại, bọn họ rất có thể sẽ đem tất cả Giặc Hoa ở trung thổ đều triệu tập tới đó. Nếu như chúng ta có thể xuất kỳ bất ý, mời được cường viện trợ trận, trận chiến này liền có thể trở thành trận quyết chiến cuối cùng giữa chúng ta với Giặc Hoa. Dương Khai nói xong, Trường Sinh lần nữa gật đầu. Phân tích của Dương Khai quả thực có đạo lý, nhưng lúc này cũng chỉ cách thời điểm đó có 5 ngày. Thời gian ngắn như vậy, biết tìm cường viện ở nơi nào? Không lâu trước đó, một đám đạo chúng của Long Hồ Sơn vừa mới cùng đám yêu nhân của Chu Toàn Trung kịch liệt đấu pháp, có nhiều tử thương. Hơn nữa, bọn họ cần lưu lại trong quân bang trợ Trường Thiện, cũng không có khả năng theo bản thân chạy tới lĩnh nam. Về phần triều đình cũng không trông cậy được. Vũ Lâm quân cùng với cảnh vệ quân mặc dù có một chút tử khí cao thủ, nhưng hoàng thượng đã từng bị người cầm tù đánh cháo. Từ đó về sau, hoàng thượng tăng cường hoàng thành thủ vệ, đại nội cao thủ cần lưu lại bảo hộ hoàng thượng cũng không thể điều động. Chủ yếu nhất là thời gian quá ngắn, chỉ còn lại 5 ngày. Nếu như Giặc Hoa dốc toàn bộ lực lượng, nhân số ít nhất cũng có hơn 3.000. Mặc dù mới tới 10 cái, 8 cái tử khí cao thủ cũng không có phần thắng nào. Bởi vì chút ít Giặc Hoa này cũng không phải là binh lính bình thường, mà là đều có linh khí tu vi từ lam khí trở lên. Mượn nhờ hỏa khí cũng không thành. Công bộ hỏa dược đều phân phối cho Trương Thiện. Mặc dù trước đây Trương Thiện tiến đánh Lạc Dương cũng chưa có dùng xong, cũng phải lưu cho hắn để đối phó với Tôn Nho và Chu Toàn Trung. Chủ yếu nhất là phạm vi nơi đó rất lớn, bất lợi sử dụng hỏa khí. Suy nghĩ thật lâu, Trường Sinh mở miệng. Ngươi nói có đạo lý, nhưng thời gian cấp bách, cường viện cũng không có chỗ gọi. Cường viện là có, chỉ là không nhất định mới được, Dương Khai nghiêm túc nói. Trường Sinh không rõ Dương Khai nói vậy là nguyên do nào, nhíu mày nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.
mà Dư Nhất cùng Thích Huyền Minh cũng đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Dương Khai. Dương Khai đưa tay phải ra ngón trỏ, chầm lấy nước dơ hấu, viết lên ba chữ trên bàn. Ba người nghiêng đầu, chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy chữ mà Dương Khai viết ra chính là Thiếu Lâm Tự.